Chào mọi người nha, em làm mấy con máy cho mọi người thích mua về dùng thôi, về mình bọc bạch thôi. Em không có sale đây ha, ai mua thì chuyển khoản hết tiền hàng cho em. Đầu và cuối video, trong video em có nói giá luôn rồi, mọi người xem thì mọi người để ý giùm em, báo giá trên video hết rồi, trong video. Đầu tiên là em giới thiệu một con máy là một con máy Kunlock, MC Kunlock của Mỹ nha. Này của Mỹ ha. Thì con máy này nó cũng nặng, kích thước nó cũng cao, nó tầm 25 cm. Con này nặng cả làm sức, cái làm nó ghê lắm mọi người. Làm là tinh mà làm 55-60 á. Làm chiều dài làm 55-60 xích đại á. Làm 55-60 xích đại mấy lớn á. Cái làm với cộng xích này y như mới luôn. Chứ zin bãi nhưng mà y như mới luôn. Cái làm với cái xích này không là hơn 1 triệu rồi nha mọi người. Một cái làm với xích là hơn 1 triệu rồi đó. Xích là người ta bán, người ta tính mắc chứ không phải bao nhiêu mắc bao nhiêu tiền, rất cao lắm. Xích đại này nó đắt tiền, công xích nó hơn 1 triệu rồi, nhưng mà con máy này bán về cho một người mổ xẻ cây bự ấy, mổ xẻ cây bự khỏi phải lo nghĩ. Cái này là của Mỹ nha mọi người. Chế nó chết xịn nó nha. UVCA này nha, mất color của Mỹ, có tem UVCA chụp này. Chế nó ghê lắm. Chế nó bự lắm. Mấy con máy này là nó 55cc ha. Mấy đặc, mấy lớn mà nó mấy lớn. Nặng nó tầm 7kg nha. Nắp xanh trên này, nhớt bên này. Bên này có cái nút này là cái nút bơm nhớt này mọi người. Cái này như bơm nhớt tay á sao. Đúng rồi, bơm nhớt tay. Đời cũ mà. Này là e gió nha. Này là e gió. Con này thì nó cũng nổ bạch rồi nha mọi người. Có khối xích nha. Này thấy nổ nhưng mà em bán giá chưa dọn nha mọi người ha. Và em nói luôn, mấy người mua bán lại này, thợ thay này mua này, em không có bảo hành gì cho mấy người đó nha. Về tự xử. Máy đã dọn thì đối với khách lẻ, máy đã dọn thì em sẽ bảo hành 3 tháng, còn máy chưa dọn em cũng không bảo hành. Nó kiểu như bán cho thợ, hoặc là bán cho cháu không bảo hành. Thì mọi người về tự xử ha. Còn mấy cái máy nào mà em kêu dọn, em bảo hành thì em bảo hành 3 tháng. Bật lên là stop nha mọi người. Ui, tiếng máy nó khiếp lắm mọi người ơi. Bóc kinh khủng. Bán giá rẻ về cho mọi người đốn cây bự, họ phải lăn tăng. Xích này về dùng thôi. Xích dày lắm. Làm Latin nha. Làm nó là làm Latin nha. Làm Latin nha. Làm Latin mà 5 rượt tắc rượu 6 tắc hay sao á. Máy nặng hồng 7kg, 55cc. Con máy này nó mạnh còn hơn cả chiếc xe quay. Mạnh hơn cả chiếc xe quay.
xung quanh không có cửa với nó đâu, và chế động cơ cũng được luôn á. Về chế gọi là chế xe chạy luôn cũng được. Ok nha, máy của Mỹ nha. Và cái vật này là nó có trợ lực nha mọi người, tại vì con máy này nó nặng, nó to, hơi nó cứng, nên là nó có cái ổ vật, nó là ổ vật hỗ trợ trợ lực. Máy này khiếp lắm, tiếng nổ nó khiếp lắm, mạnh cực kỳ. Ok nha mọi người ha. Ở con máy này thì giá của nó là 1.400.000 nha. Con máy này giá nó là 1.400.000. Và cái hàng này ấy là nó có hàng cũ nha mọi người, nó có hàng bãi, nó có cũng có nhiều á, nhưng mà nên là có thể mình có kiếm được phụ kiện này kia. Nhưng con máy này nổ rồi giờ dùng không à, chứ không có gì hết. Mà em bán giá theo kiểu chưa dọn, 1.400.000 bán rẻ cho mọi người về nhà tự dùng. Nên là ai có muốn đốn mấy cây bự bự ấy thì mua về đốn, họ phải lăn tăn. 1.400.000 nha, 1.400.000 có giảm 5%, không bao ship. Ok. Ôi, em nói là cái lam cái xích này là gần bằng con máy rồi. Rồi nói chung con máy này chọn không, chỉ bán cái lam xích thôi. Mà máy này nổ rồi về dùng mà. Ôi, tiếp theo em giới thiệu một con máy. Con máy này chắc lắm nha mọi người. Con máy này rất là chắc, một con Shingo của Nhật 411, nghĩa là nó 41cc. Máy cũng gọi là máy tầm trung mà trở lên ấy. Em nói tầm trung là từ 40cc trở lên, còn dưới 40cc người ta gọi là mini không à. Tầm trung trở lên nha, 39,8cc gọi là tầm trung trở lên đó. Còn mấy cái mà tầm thường thường là 36, 35cc trở xuống không à, nó không có 37, ít 37 lắm. Cái lam nó là lam Latin nha, lam nó làm 4 tấc, lam nó làm 4 tấc nha. Mà nó không có xích, nó không có xích là mọi người về tìm xích nha. Em không có tìm xích. Máy rất là đẹp. Máy này nó cũng nổ rồi, về dùng không à. Nhưng mà con máy này ấy, em nói là nó rất là bốc, cực kỳ bốc và cách cực kỳ mạnh nha. Máy nó tầm khoảng 4 ký, nếu mà lâm xăng rồi 4 ký máy ấy. Nếu mà mọi người mua ấy thì mua được cái con này về dùng gia đình ấy, em đảm bảo cực kỳ thích, nghĩa là nó không nhỏ nhưng nó không quá lớn đỡ nặng, nghĩa là máy này có thể xẻ được, có thể cưa góc lớn được, quan trọng cái lam thôi, cái xích thôi, cưa góc lớn được. Em sẽ nổ tiếng máy cho mọi người nghe, rất là bốc. Cái này là cái gió ha, gạt cái này là đóng và cái này là mở. Đẩy lên là mở, đẩy xuống là stop nha. Đẩy lên là đẩy xuống là stop nha. Đứng được cuộc xe. Máy mạnh rồi không khác gì động cơ hai thì. Không phải. Máy mạnh mà không khác gì một chiếc xe Exciter 135. Tiếng máy nó khiếp thiệt nha mọi người. Nòng nó là nòng nằm, nhưng mà tiếng máy nó rất khiếp. Mọi người về tìm công suất bỏ vào là cưa bá cháy luôn. Không có cái thứ nào mà lại nữa.
nó không có lỡ cỡ giữa nhỏ và lớn nha, nó nằm ở tầm trung như là mới đỉnh Xingu của Nhật đó nha, chứ không phải là Xingu kia của Trung Quốc đâu nha, bậy bạ nha. Cái con này nếu mọi người, nếu mà có ai mà có hàng bán ấy, thì nó giá của nó nằm ở tầm 2 triệu 8 trở lên, 2 triệu 8 đến 3 triệu trở lên nha, tại vì nó là 40 mấy nòng tầm trung, 39 40 cc trở lên đó. Mà con này mọi người nghe cái tiếng nó cũng khiếp rồi, nên là không dám nổ nhiều nha, nổ đến mức mà mấy con chim con chú bên kia không hót được nữa luôn. Nha mọi người, mấy con chim của ông chú bên kia là không hót được nữa luôn, gọi là em đi xa quá. Vì nó không có cộng sức nên em bán giá, không phải là sức không có nha, mà giờ tại ở nhà em hết sức rồi nên không có sức bỏ vô, toàn là sức đi theo máy không à, nên không có sức dư bỏ vô, nên là bán đại vậy luôn. Thì cái này là cái số 2 thôi, Xingu nha. Mọi người xem thì em có nói tem mác rõ ràng nha, mọi người phải nói, ví dụ gọi điện cho em, ừ cái ngày video ngày máy cái con gì có giá tiền luôn rồi, chứ đừng vào bảo em ơi con máy đó bao nhiêu tiền không biết con máy nào. Thì cái con này ấy giá của nó ấy, là 1,6 triệu, 1,6 triệu rồi cái giảm 5% và nó rất là đỉnh. Tại vì nếu con này mà em không có thời gian, em có thời gian bỏ công sức vô nữa và em bán cái giá của nó rất là hời nha. Còn thợ thầy mua về hả, bao lời, mà mấy ông thợ thầy mua hả? Không bao giờ bảo hành. Còn con này thì em đã bán cái giá rẻ rồi nên em không có bảo hành nha, về tự xử nha. Máy thì em cho nổ rồi, nổ ngon lành cành đào chứ không phải là mấy đẻo đẻo đâu, nổ như chó thở chứ. Nha mọi người, nha, ok ha, Xingu của Nhật ha, 39,8 cc là 40 cc rồi đó, làm là tin nha, làm này làm là tin nha, nha. Cái này không phải là nó gãy đâu nha, cái nhiều loại lam nó có cái rãnh, hai cái rãnh này, nó hai bên này và cho mọi người biết luôn, con này nhớt ra nha, khỏi cần phải dọn nhớt ha, sang nông lên rồi về con này chắc về dùng thôi, đúng không, nhớt nó không ra. Con như thứ ba em muốn giới thiệu là một con Komatsu 405, con Komatsu G405. Máy Komatsu 3 số nó sẽ đắt hơn máy Komatsu 2 số, ví dụ như 40 với 40 405, 405 nó ngon hơn 40. Máy đó, máy thì zin hết nha, vỏ thì nó có chày theo thời gian nhưng mà em, nhưng mà không có tuốt lại như con hôm bữa nha, để zin vậy thôi, làm zin Geno luôn nha, Komatsu Geno luôn ha, và lam của nó dài, ui dài khiếp, 20, làm nó làm 50, 45 50 vậy á, làm Latin luôn nha, làm 45 50 và cộng xích của nó rất là cực kỳ dày, cộng xích cực kỳ dày, làm 45 50, làm 50 á, làm 50. Làm 50 nha, cái này làm 50 nghĩa là đầu này nó có 45 á, để cho mọi người chắc á, máy nó 40 cc thì máy tầm trung, máy này nó chắc rất là phê nha mọi người. Găng tay nó bên này nha.
còn xem. Cái đó là trải qua em rồi nha mọi người. Này chắc em chỉnh nó chưa đúng quá sao. Rất là ok rồi. Con này có một cái có một cái là cái tay ra bóp nè, ra bóp cái tay bóp nó bị gãy vậy rồi, bị gãy cha rồi. Này không biết vận chuyển sao bị gãy cha nó bóp này. À, cái dòng này là có nhiều lắm, nên là hôm nào có thì ai mua, hôm nào có thì em sẽ gửi cho cái này mà đi thay, để thay nha, chứ không có gì cả nha. Nhưng vẫn dùng ok bình thường thôi nha, vẫn bóp cò lên bình thường thôi. Riêng cái con này thì em bán cho một người nha, và nói chung là dòng này làm bán tại vì nó hơi cũ nên em bán giá, em dọn rồi mà, nhưng mà cho người ta, cho khách dùng, em không bảo hành tại vì em dọn cho khách dùng luôn, nên nó bán giá nó y như gọi kiểu như giá gốc hay giá lỗ vậy á, chứ thực chất giá của nó cao lắm, thực chất giá nó cao nha. Nên không có bảo hành, máy nó rất là ok. Nha, máy rất là đẹp. Ở trong á, không phải em nói vỏ đâu, vỏ thì mọi người nhìn đánh giá, còn cái máy bên trong á, cực kỳ đẹp. Chắc là bên trong gọi là cực kỳ đẹp, thì giá của nó là, con này giá của nó là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu và không có giảm 5% đâu nha. Con này không có giảm 5%, bán là kiểu bán thành lý gì, đỡ chọc nhà, vì dọn cho mọi người về dùng thôi, chứ giống như đây là bán giá vốn. Tại vì cái con này là em tính em để em gửi về cho anh em á, để gửi về cho anh em về anh đốn mấy cái cây to, làm nó làm 50 đốn mấy cái cây to, làm nó làm 50 nha. Em đốn mấy cây to, mấy cây đường kính 50, 60, 70 nha. Không phải cái cây to là máy mình nó ngắn lam là mình không cưa được đâu. Mình
ví dụ cái máy mà nó vừa cả cái cây thì người ta đưa luôn, còn không người ta phải cắt khoanh tròn rồi người ta sẽ xéo là nó tự nó ngã thôi. Mình có thợ cắt mà, đấy là thợ cắt, có thợ cắt. Ok, không có nổ nữa ha. Con này giá nó 2 triệu, không có giảm 5% đâu nha. Và em không có COD nữa ha. Ôi, em lên một con ít tin khác này nha. Con hôm bữa là 021C và con này là 021 ha. Máy thì đẹp mọi người à, quá đẹp mọi người. Mình mấy con này thì về mình dùng rất là thích, mà độ bền nó rất là cao. Khỏi phải lăn tăn. Về sau thì em chỉ xịt hơi rồi bán lại thôi. Đẹp quá trời. Mọi người muốn về vệ sinh thêm là vệ sinh thôi, chứ em ít khi em tháo bên trong em vệ sinh lắm. Nha, con này ấy, cái làm nó kìa mọi người, làm chìm nó kìa. Con này ấy là sản xuất ở tại Mỹ nha. Cái loại mà hai ốc này, hai ốc ốp này rất là bền mọi người, rất là bền nha. Máy in USA nè, xuất ở Mỹ nha, ở tin Mỹ nha ha. Mặt bên đây của Lam này qua đỉnh rồi. Lam của nó bồi xích nè, xích về dùng luôn nè, khỏi cần giũa mà khỏi cần thay xích mới nè. 20 Lam nó làm 40 hả, làm nó làm 50 ở làm 35 cm mọi người ơi. 20 cái đoạn này là hình như là 35 cm, vô trong nữa là 40, thành ra 40 hay sao nhưng mày không biết chứ. Nó tính thông số chỗ đây là 35. Con này là về đốn này, cưa gốc này, sẽ làm việc gia đình hả, bao phê. Con máy này máy làm chuyên nghiệp mà, máy này cho thợ chuyên nghiệp người ta dùng mà, chứ đâu phải ấy không. Mình nó cũng có nhiều chất nứt hơn, dưới cùng là mình đóng e hơn đó, mình giật cho nó ấy. Ok, mình đẩy lên ha, một nắp ha, rồi bóp cò nó sẽ nhảy lên từ chỗ công tắc. À, con này em nói luôn ha, nó có khói xích ha. Ok, mình nổ máy là mình phải mở khói xích ra ha, đừng có để vậy lỡ đó quên tay mình lên ga lỡ nó hư nhông á. Sẽ cho mọi người xem mà nhấc la mà ra luôn ha. Ok, nhấc la mà ra đây ha. Nhấc la ra AC luôn ha. Con máy thì quá bắt rồi. Giá của nó 3 triệu nha mọi người. Ba triệu nha mọi người ha. Và em thế này nha, ai mua thì chuyển khoản cho em nha. Tại vì mấy hôm nay là lâu rồi em lại quay lại gặp cái trường hợp mà khách quen, khách đã từng mua của em rồi lại quay sang cái kiểu là đặt hàng kêu chốt xong hứa hẹn xong cái im ru thiên thích luôn, gọi thèm bắt máy, nhắn tin thèm trả lời mà ghi chốt. Kêu chốt cho anh nha, chốt nhanh lắm, chốt lia chốt lịa. Ai tranh tốn trước thì em sẽ bán cho người đó.
Thế thôi, em nói gì vậy? Máy hơi rất là ngon nha. Ok nha mọi người, tôi đã tin ha. Rồi mọi người xem video thì thấy ok thì mọi người em chỉ giảm 5% cho người like video và đăng ký kênh ha. Người nào mà ủng hộ á hoặc là trao đổi thì mình qua Zalo, số điện thoại và số tài khoản em ở bên phần mô tả nha. Rồi chào mọi người nha.